Chào tất cả anh chị em quay trở lại kênh Nhung Quýnh Online nhé. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu với mọi người cái bộ cửa của mình. Đây là cửa nhà mình nhé. Đây nhà mình đây. Nhà mình nó nhỏ thôi. Là cái bộ cửa này mình làm bằng hệ PMA thôi. Mình làm một năm rồi. Một năm rồi nhá. Nhưng mà mình dùng toàn hàng rất là rẻ thôi. Bản đề là bản đề fake kinlong nhé. Tí mình sẽ quay bản đề. Khóa là khóa AG Tlock. AG Tlock bình thường thôi nhé. Thì cái bản cửa này mình không phải dùng cái bản cửa đi, mà là mình mà dùng hẳn cái bản cửa sổ luôn. Cửa sổ là mình làm bản cửa đi cho cửa đại của nhà mình nhé. Thì kính mình dùng kính là 638 chắc đục. Đó. Khóa AG Tlock và ná hộp bên dưới. Đó, mình dùng hơn 1 năm rồi. Vít thì mình bắn toàn có vít mà mạ kẽm nhé, chứ không phải là vít lốc. Mình sẽ quay chi tiết, mình sẽ cho mọi người xem là mình dùng cái hàng rất là bình thường thôi. Mà mình dùng hơn 1 năm rồi. Không, vẫn ok, vẫn chưa có hiện tượng sập sệ hoặc là gì cả. Dùng rất ok. Mà nhìn bề ngoài thì cũng phải rất là đẹp. Đi ba bản nề một bên. Đó. Thì cái bản nề này nó có 10 phân đó nhé. Mọi người thấy cái bản nề nào mà kinh long 10 phân chưa? Nó chỉ có hàng fake thôi nhé. Đây. Bản đề kinh long 10 phân là toàn bằng nhựa thôi. Đây là khóa AG Tlock. Mình dùng cái khóa AG Tlock thì nó không han. Đó, AG nhá. Nói đồng. Đó, bản cửa sổ đây. Có 6 phân rưỡi. 6 phân rưỡi 7 phân gì đấy. 7 phân rưỡi. Đó. Khe hở đây. Đó, khe hở của khóa đây. Đó. Đây khe hở bản đề đây. Khe hở rất đẹp, rất chuẩn. Đó. Bản đề có 10. Ngày xưa mình mình làm, mình mua cái bản đề kinlong này phách là có 20.000 cái thôi. 20.000, mọi người thấy cái bản đề nào mà 20.000 cái chưa? Đó, chỉ qua hàng fake thôi nhá. Đây là khóa. Đây là khóa nhá. Khóa AG có bi. Đó. Rất bình thường. Không có dùng cái loại cao cấp. Lắp cho người ta thì toàn dùng loại đắt tiền cao cấp, mình lắp cho nhà mình toàn đồ fake. Đó. Đây kính chèn gioăng. Cái gioăng ra kính 6D38 chắc đục chèn gioăng bên trong. Còn đây là bên ngoài thì vẫn keo. Đó. Mà mình vẫn an tâm mình sử dụng nhá. Chốt. Đây là cái chốt canh phụ là chốt rút nhá. Chứ chẳng cần chốt chốt xịn làm gì cả, chốt rút có 20.000 thôi. Đây, miệng khóa dưới còn bắt cả cái chốt rút màu trắng luôn, trên màu đen, dưới màu trắng. Đây, hoành tráng. Đó. Mở ra nhá. Đó, mở ra này. Đó, mở ra. Đó. Đây, đây là cây này, là cây cây đô động nhá. Đó, đô động. Rất là fake. Đây. Kinlong luôn nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn đi, kinlong chưa? Bản lề kinlong luôn. Đó, vít thì có bắn 3 bản lề con này, còn trên này con 5 con thì bắn 3 con thôi. Đấy, bắn 3 con thôi. Kinlong. Đó. Thấy kinlong này chưa? Đó. Dưới cũng vậy. Thì cái cửa này dùng keng nhảy 36. Cũng dùng hơn 1 năm rồi cũng chẳng hiện tượng gì cả. Vít đây, đây nha, cái vít này. Vít này là vít sắt nhá, chứ không phải vít lốc như kia cả. Dùng 1 năm rồi mà cũng chưa thấy hiện tượng gì cả. Nó vẫn cứ trắng tinh như vậy. Họ cũng chèn gioăng. Trên này thì bắt cái chốt thì dùng cái hãm nhựa của nó, miếng nhựa hãm lại. Đó. Đây, bản đề kinlong đây. Bản đề kinlong. Bản đề kinlong có 20.000 cái. Đấy. Mà cái khung bao, bên khung bao này mình có mắn 3 con vít đấy nhá. Chân là 1 con. Đây 1 con. Trên là 1 con. Đó. Đấy, nhà mình dùng toàn đồ fake, đồ giảm hết rồi. Chứ không đồ cao cấp, đồ đắt tiền. Con đi vào chơi, ui, nhanh đi vào, bình. Đi vào trong nhà. Đấy, bé thứ hai đấy. Đang dịch dã thì ở nhà. Đó. Đây, cũng phay, cũng phiếc các kiểu đây.
Là bàn này bàn của cửa sổ nhé. Cửa sổ đấy, không phải bàn cửa đi đâu. Mà vẫn nắp khóa bình thường. Đó. Đây, khóa đây. Đó, đóng vào này. Đây nhá. Khi chốt vào nhá. Chốt trên chốt dưới vào. Chốt lại. Trên này chốt lại nhá. Đây đóng vào nhá. Đó. Rất là im. Khóa rất là khỏe. Cái khóa loại lốc này nó rất là ok nhé. Được cái bộ khóa này còn tầm tạm. Còn đâu là toàn dùng bàn lề bên đeo toàn dùng đồ linh tinh vớ vẩn thôi. Chốt thì chốt ABC. Cũng chèn giòn chèn ấy vào đây cách âm. Không phải là cần cao sang gì cả. Bàn lề chưa thấy bàn lề kim long nào có 20 phân mà lại có 20.000 cái. Toàn nhựa này. Đấy, tài. Đấy, bàn này này có đồ fake làm gì có loại là kim long nào mà 20.000 cái này. Mà lại còn có cả in la các laser luôn chứ không phải là đơn giản. Nên là mình vẫn an tâm mình sử dụng nhé, chứ không phải là cao cấp gì cả. Thì cái giá ví dụ làm cái loại thẻ loại như này thì giá nó rẻ. Ví dụ bản cửa sổ mà đi phụ kiện như này nó thì tầm 1.3 triệu. 1.3 triệu tặng cả khóa cả kiếp rồi đấy. Còn nếu mà nằm bản này huy hoàng, khóa huy hoàng thì nó phải 1.5 triệu nhé. Thì mình là thợ thì mình cứ an tâm mình sử dụng thôi. Khi nào mà có vấn đề thì mình lại tự sửa. Mình thích thay thì mình tự sửa. Đây là bộ cửa nhựa của nhà vệ sinh. Đây. Cửa này dùng từ cái thời mà xây nhà đi. Cửa nhựa nhân nó thép nhé. Dùng cũng bình thường. Không phải thay sửa cái gì cả. Tóm lại là cái video này mình muốn truyền đạt đến anh em là mọi người là khi sử dụng cửa nhôm ấy thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta có nghĩa là cửa bền của bền tại người đó, của bền tại người thôi. Mà chúng ta chia kiểu như này thì nó đẹp. Còn nếu mà chúng ta mình mà làm cái như này mà lại nhận cái giá cao ấy thì không đáng. Mà người ta, mọi người xung quanh người ta còn nói ra nói vào nữa thì mình sẽ loại cửa như này thì làm chúng ta không thể nhận giá cao được. Nó chật tầm 1.250.000 đến 1.3 triệu thôi nhé. Là bao kiện. Đó, bàn đề, gọi là bàn đề không phải loại mộ, kim long loại 1, loại 2 gì cả. Đây là bàn đề gọi là bàn đề fake. Nhá, bàn đề fake. Toàn nhựa thôi. Ừ. Ví dụ như cái nhựa này nhá. Đây nhá, cái nhựa này nhá. Mình mở ra nhá. Mở nó xoay này. Mở xoay. Nếu mà cái nhựa này mà chúng ta đi kính thẳng tuột một phát này, toàn kính không nhé, thì cái bàn này nó sẽ trong vòng 1 năm nó không chịu được đâu. Có thể nó sệ. Và khi mà hai cái lớp nhựa này nhá cọ sát vào nhau, nó xoay thì đương nhiên nó sẽ hao mòn theo thời gian. Thế mình giảm trọng tải là mình đi nắp hộp bên dưới, đi kính bên trên. Mình là cửa nó nhỏ. Chiều này có cánh này có 20 40. Cánh này có 60 đây nhá. Tầm 64 một cánh. Có một đâm kính này thôi. Thì cái cánh này nó nhẹ lắm. Bỏ lên nó nhẹ lắm, như không nặng. Đó. À, mình làm video ở đây thì mong mọi người thông cảm nhá. Chứ không quảng cáo những cái sản phẩm nó tốt. Đây là này mình làm chính nhà mình nhé, chứ không phải nhà khác. Mình nhà khác thì mình không làm như này. Thì giá cả phải đi đôi với chất lượng sản phẩm. Đó. Nhà mình làm loại này. Trước đây là mình cửa tôn nhé. Mình thay cái cửa này. Có cái video trên kênh là mình hoàn thiện từ đầu đến cuối. Là mình tháo cửa tôn ra mình
nắp cửa này vào đấy, là hướng dẫn nắp cửa nhôm sau khi thay cửa tôn ấy, từ An Z ấy. Là một người có quan tâm thì mọi người bấm vào cái link bên dưới mình mọi người xem nhé. Ok, cảm ơn anh em nhé.